Vâng, cho em Thảo Đồ Bẫy gửi lời chào tới toàn thể các bác, các anh em. Hôm nay em sẽ gửi tới các bác, anh em một cái dòng kẹp đa năng, đó là dòng kẹp bán nguyệt. Thì ở cái mẫu kẹp bán nguyệt này em sẽ chi tiết về cái chất thép và cũng như lò xo, kích thước để các bác nhà mình nắm bắt được. Một cái dòng kẹp mà chắc chắn các bác miền Nam, các bác miền Bắc, bác Lào cũng đã biết tới bên cơ sở em Thảo qua cái dòng bẫy đa năng hiệu quả nhất này. Dòng kẹp này thì bên em sẽ bó 10 cái như này nhá. Và lò xo để các bác nhà mình chọn được một cái kẹp chắc khỏe thì đây mới là cái lò xo chắc khỏe này các bác này. Riêng cái thép này thì em đặt riêng để làm lên cái lò xo này để các bác sử dụng cho là bền nhá. Đây là lò xo này và đây là chất thép chạy vòng này. Thì cái dòng thép này thì mở ra, khi mà mở đôi kẹp ra đấy thì nó là 18 và đo chiều ngang này thì nó là 16 nhá. Đây là cái kích thước. Và bên cơ sở em Thảo Đồ Bẫy sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Thì với cái kẹp này giá của nó chỉ mấy nghìn đồng một cái thôi. Đấy, khi các bác mà xem video mà đang quan tâm, đang cần, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại đây. Và các bác muốn xem nhiều đồ bẫy hơn nữa, các bác đừng quên nhấn like, chuông và nhất là đăng ký kênh để đón xem những cái dụng cụ của bên cơ sở em Thảo qua những cái clip ngắn như này nhé. Với một cái trục kẹp này các bác có thể sử dụng lên tới vài năm, rất là bền. Bền là do cái lò xo và cái chất thép của nó này sẽ làm lên một cái mẫu kẹp chắc khỏe như này. Thì với cái kẹp này là kẹp chưa cài bàn nhá. Còn nếu như các bác mà muốn em cài bàn, cái kẹp này thì các bác để đi đánh chuột này, đi đánh chuột, đánh thú ấy. Thì ví dụ như không có cái miếng để chân này nhá, không có miếng lưới dẫm này, thì cái kẹp đấy nó sẽ kẹp cổ, sẽ kẹp cổ con thú và sẽ chết. Còn nếu như có cái dẫm này nhá, thì các bác sẽ đánh thì nó sẽ kẹp vào chân. Thì chủ yếu cái bàn kẹp này là dành cho các bác nhà mình đi bẫy cò, bẫy vạc, bẫy chim này. Đấy, nó dẫm vào đây, nó dẫm cái là nó sẽ lẩy bẫy luôn. Cái này rất chi là hiệu quả nhá. Hiệu quả cao và giá rẻ thì trong thời gian gửi em cũng đã gửi rất nhiều. Đấy, được các bác rất chi là tin tưởng. Thì với một cái trục kẹp này thì bên cơ sở em Thảo đang gửi tới các bác anh em là giá 90.000 đồng trên một trục. Ở cái thời điểm này 90.000 đồng một trục nhá. Các bác anh em phải lên nhớ chọn đúng cái lò xo như thế này thì cái bẫy nó mới khỏe này. Các bác anh em có thể đánh chim, đánh cò, đánh vạc, đánh chuột, đánh sóc đất, sóc rừng, chuột rừng, rất chi là ok. Và giá chỉ có 90.000 đồng một chục thôi. Và cái này thì khi các bác anh em mà mua số lượng từ 50 chiếc trở lên thì em Thảo sẽ miễn phí ship hoàn toàn. Còn đối với các bác mà mua 1, 2, 3 chục cái thì các bác sẽ mất phí ship nhá. Phí ship mất mấy chục nghìn. Đấy, em có nói luôn là như vậy. Thế đây là đầu số điện thoại của nhà em này. Các bác anh em chỉ cần alo, để lại địa chỉ, để lại số điện thoại, em sẽ tư vấn và gửi hàng đến tận nhà các bác anh em. Cái dòng này là 90.000 đồng một chục nhá. Còn với cái mẫu mà đã cài bàn rồi, cài bàn rồi thì các bác anh em giá của nó sẽ là 120.000 đồng một chục. Và cũng từ 50 chiếc thì em Thảo sẽ miễn phí ship hoàn toàn. Thì bên đơn vị cơ sở em Thảo là một đại lý chuyên về đồ bẫy các loại, nhưng mà một ngày thì em chỉ đăng về một loại thôi. Đấy, các bác quan tâm thì hãy cứ vào kênh, nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thì sẽ xem và lựa chọn được tất cả những cái dụng cụ hay của bên cơ sở em qua những đoạn clip ngắn như này. Đấy, đây gọi là kẹp bán nguyệt nha các bác anh em nhé. Các bác anh em nhớ tên cho em, bởi vì kẹp bẫy nó có rất nhiều loại. Ví dụ nó có loại 9cm, loại 12. Và riêng cái kẹp này thì em sẽ gọi là kẹp bán nguyệt, kẹp cung trăng đấy ạ. Đánh vô cùng hiệu quả. Đối với các bác miền Nam thì một ngày em gửi số lượng rất là lớn. Đấy, các bác miền Bắc thì hiện tại cũng đang vào vụ lúa, cũng đang sử dụng rất là nhiều. Mùa lúa các bác anh em có thể đánh chuột này, đánh cò, đánh chim. Và đi rừng thì các bác có thể sử dụng để đánh sóc, đánh chuột rừng. Đây là một cái dòng bẫy đa năng mà giá rất là hợp lý. Thì em vẫn đang nhận gửi ship trên toàn quốc nhé. Các bác anh em hãy liên hệ trực tiếp tới em để đặt những cái dòng kẹp đấy nhé. Em nhận gửi và ship trên toàn quốc. Cảm ơn các bác anh em đã quan tâm và theo dõi. Chào và hẹn gặp lại ạ.